Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm món gà xào sả ớt kiểu này ăn rất là ngon, cho nên mình quay lại mình chia sẻ đến các bạn cách làm nha. Giờ để làm gà xào sả ớt thì mình cần chuẩn bị các nguyên liệu. Đây là 1 ký gà, gà này gà ta của mình nuôi thả vườn nha các bạn. Và 4 trép sả, vài quả ớt. Rồi các gia vị thì đây 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê nước màu hay là dầu hào, 1 muỗng canh, 3 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng canh đường. Và tiếp theo mình sẽ đi ướp với thịt gà nha các bạn. Đây là các cái gia vị mình đã để vào một trong cái chén và mình sẽ khuấy cho nó tan đều. Rồi mình tiến hành mình ướp thịt gà của mình nha các bạn. Đây là gà nuôi thả vườn các bạn. Cho nên là cái gà nó cái da nó không có vàng tươi mà ăn rất là ngon nha các bạn. Nhìn nó không có vàng giống như cái gà công nghiệp nhưng mà ăn rất là ngon. Và mình sẽ để các cái gia vị vào trong này, mình trộn cho nó thấm đều. Và sau đó mình sẽ để khoảng 15 phút cho các cái gia vị nó thấm vào trong cái thịt gà. Đặng khi mình xào lên thì nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Rồi cái gà mình trộn đều mình để đây khoảng 15 phút rồi các bạn. Tiếp theo mình sẽ đi sắt cái sả cho thiệt mỏng nha các bạn. Như mình sắt xong thì mình bầm cho nó nhuyễn ra nha các bạn. Rồi bây giờ ớt này mình cũng sắc khúc ra nha các bạn. Rồi sắc xong tiếp theo mình sẽ đi phi cái sả và ớt nha các bạn. Mình để vào đây một ít dầu và sau đó để sả và ớt vào mình phi cho nó thơm lên nha các bạn. Cái sả mình cũng đã thơm rồi, mình để cái gà vào mình xào nha các bạn. Mình sẽ đảo cho cái thịt gà nó thấm đều cái sả cho nó thơm nha các bạn. Cái thịt gà của mình đã săn lên rồi các bạn. Giờ mình để vào một ít nước rồi mình nấu cho nó sôi lên nó chín cái phần thịt gà nha các bạn. Mình nấu đến khi nào cái thịt gà của mình nó sệt sệt lại là được các bạn. Đây là cái thịt gà của mình đã sệt lại và nó đã khô nước rồi. Cái thịt mình nó gà này mình cũng đã chín rồi các bạn, vậy là được nha các bạn.
Rồi tiếp theo mình sẽ để cái gà của mình nè, đã chín rồi mình để vào tô các bạn. Nhìn gà rất là ngon luôn các bạn. Các bạn làm gà xào sả ớt kiểu này ăn mặn mặn ngọt ngọt, ăn cơm rất là ngon nha các bạn. Nhìn cái gà rất là ngon luôn nè các bạn. Cái gà ta của mình ăn thịt nó dẻ, nó rất là ngọt các bạn. Mặc dù cái màu của nó không có vàng vàng hực giống như gà công nghiệp nha các bạn. Và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn. Các bạn xem video nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.